Yên nghỉ Phi Nhung nhé, giọng ca vàng trong làng nhạc quê hương. Thưa quý vị, trưa ngày 28 tháng 9, đồng nghiệp và người hâm mộ tiếc thương trước sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung sau hơn một tháng cô điều trị bệnh do mắc Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ dòng cảm xúc trên trang cá nhân như lời tạm biệt. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng nữ ca sĩ Phi Nhung đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 57 phút ngày 28 tháng 9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau hơn một tháng điều trị tại đây. Ca sĩ Quang Thành nói với Tuổi Trẻ Online: "Tôi xin gửi một lời cầu nguyện dành cho Phi Nhung, người tôi quen biết 20 năm nay. Tôi vừa nghe cách đây ít phút từ các nhà báo, người thân. Trong hai ngày nay, tôi đã chuẩn bị tinh thần. Tôi nhớ lại sự ra đi của cô Lệ Thu hồi đầu năm cũng bị rút ống thở như vậy. Căn bệnh sẽ tấn công người bệnh trong những ngày đầu. Nếu vượt qua thì sẽ giảm dần, còn nếu chuyển nặng thì virus vào phổi, gặp nguy hiểm và phải chạy ECMO. Khi Phi Nhung gặp nguy hiểm thì tôi nghĩ đến cô Lệ Thu. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn luôn chờ đợi phép màu. Tôi sốc vì Phi Nhung còn trẻ quá, cô ấy còn nhiều hoài bão, còn liên đới đến nhiều người, đặc biệt là 20 em mồ côi mà cô ấy đang bảo trợ. Trước tôi thường hay qua phòng thu của Phi Nhung tại Mỹ, cô ấy có con gái Wendy rất ngoan ngoãn, nhưng Phi Nhung lại chú trọng công việc và việc chăm sóc những đứa trẻ ở Việt Nam. Cô ấy gắn bó với những đứa trẻ đến mức đánh mất cả gia đình riêng của mình. Ai từng giúp trẻ con, từng làm thiện nguyện sẽ hiểu cho tấm lòng của Phi Nhung." Đạo diễn Quốc Thuận chia sẻ trên trang cá nhân đầy tâm sự: "Vĩnh biệt ca sĩ Phi Nhung, dù ở đâu cũng mang lời ca tiếng hát, tiếp tục phục vụ nhé chị." Xuân Lan, một người em, người đồng nghiệp gắn bó với hoạt động thiện nguyện cùng Phi Nhung trong thời gian qua, cũng buồn bã viết: "Người nằm yên không kêu than chết trên căn phần, một góc trời, người vẫn ngồi, một đời nhỏ nhen, chị đi nhẹ nhàng nhé." Ca sĩ Đan Trường viết trên trang cá nhân: "Nghe tin Phi Nhung vừa qua đời, bất ngờ quá, cứ nghĩ Nhung gần như sẽ trở lại, buồn vô cùng. An nghỉ và lúc nào cũng tươi cười vậy Nhung nhé. Xin chia buồn cùng gia đình của Phi Nhung." Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc chia sẻ: "Thật không còn gì xót xa hơn khi phép màu đã không xảy ra. Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương và ekip xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và những khán giả yêu mến chị Phi Nhung. Chị mãi mãi sống trong tâm hồn của những người yêu nhạc Việt Nam." Diễn viên Nhật Kim Anh bày tỏ nỗi buồn và kêu gọi mọi người cùng nhau niệm Phật, hồi hướng cho ca sĩ Phi Nhung. Ca sĩ Quang Hà nuối tiếc: "Âu biết rằng sống chết vô thường, nhưng em không bao giờ tin lại nhanh đến vậy. Thương chị, cầu xin Đức Phật cho Phi Nhung được siêu sinh tịnh độ." Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết lời tiễn biệt: "Sấm đời cuồng trôi, nỡ nào Phi Nhung hỡi, giờ em đã bỏ mà đi mãi không về." Phỏng theo ca khúc Sông Quê mà nữ ca sĩ từng hát: "MC Nguyên Khang xót xa khi Phi Nhung đã ra đi trong cuộc chiến với Covid-19. Anh viết: "Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Cuộc chiến với Covid-19 đã lấy đi của chúng ta quá nhiều điều, quá nhiều mất mát, đau thương và đã mang đi người nghệ sĩ mà chúng tôi trân quý. Chúng tôi, những anh chị em nghệ sĩ, vẫn thầm cầu mong chị sẽ đủ sức mạnh để vượt qua, nhưng phép màu đã không xuất hiện. Một người mẹ luôn kêu mang những đứa trẻ cơ nhỡ, một bếp trưởng của những bữa cơm thiện tâm, một người phụ nữ luôn xông pha trong những hoạt động cứu trợ đã trở về với cõi Phật. Tôi vẫn còn nhớ lần quay hình ký ức ngọt ngào cùng chị và anh Đình Văn. Ấn tượng về chị là sự giản dị mộc mạc, là chiếc áo dài nền nã và những bản dân ca ngọt ngào. Tôi còn nhớ chị nói: "Chút nữa giao lưu em hỏi gì chị? Nhớ hỏi mấy câu dễ dễ thôi nha." Tôi bật cười vì một người phụ nữ với biết bao kinh nghiệm sân khấu và quay hình nhưng vẫn luôn kỹ tính và nhiệt tình. Chị ra đi để lại bao dự án thiện nguyện còn dang dở, bao ca khúc quê hương vẫn còn chưa kịp thu âm và cả những người con đang mong ngóng mẹ về. Yên nghỉ chị nhé, giọng ca vàng trong làng nhạc quê hương. Các nghệ sĩ như diễn viên Khả Như, ca sĩ Minh Vương đều chia sẻ lời thương tiếc. Cuộc đời thăng trầm của ca sĩ Phi Nhung. Thưa quý vị, theo tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, sau một thời gian điều trị Covid-19, dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh quá nặng, ca sĩ Phi Nhung, tên thật là Phạm Phi Nhung, đã qua đời, hưởng dương 49 tuổi. Ca sĩ Phi Nhung sinh năm 1972 tại Pleiku. Do gia đình khó khăn, mẹ mất sớm nên Phi Nhung phải bỏ học từ năm 11 tuổi, phụ giúp ông bà ngoại nuôi 5 đứa em. Tuy nhiên, ngay từ ngày đó, Phi Nhung đã có ước mơ trở thành ca sĩ. Năm 1989, sau khi sang Mỹ, Phi Nhung vẫn ấp ủ giấc mơ đó và may mắn cho cô khi được gặp ca sĩ Chrissy Phương Trinh trong một đêm diễn từ thiện. Nghe Phi Nhung chia sẻ ước mơ, Chrissy Phương Trinh đã khuyên Phi Nhung nên tới California để thực hiện ước mơ của mình. Năm 1993, lần đầu tiên Phi Nhung xuất hiện trên các chương trình âm nhạc của hải ngoại. Với chất giọng ngọt ngào và thường chọn hát những ca khúc mang âm hưởng dân ca,
Phi Nhung đã nhanh chóng được khán giả biết đến. Năm 1998, Phi Nhung đã trở thành nữ ca sĩ Việt Nam ra nhiều album nhất tại hải ngoại và được khán giả yêu mến, đặt cho nghệ danh Nữ Hoàng Băng Đĩa. Từ năm 2002, Phi Nhung trở về Việt Nam và tham gia trong nhiều chương trình giải trí. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn lấn sân, tham gia nhiều lĩnh vực khác như diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ kịch nói, làm MC, làm giám khảo cho các chương trình truyền hình thực tế. Trong lĩnh vực nào, Phi Nhung cũng để lại dấu ấn bởi sự chân thực, hiền lành và cô được khán giả yêu thích. Hiện Phi Nhung có khoảng hơn 20 người con nuôi tại chùa và 4 người con do Phi Nhung nuôi dưỡng, hiện thành công trên con đường âm nhạc là Thiêng Ngân, Tuyết Nhung, Quỳnh Trang và Hồ Văn Cường. Bên cạnh các con nuôi, Phi Nhung có một con gái ruột tên Wendy Phạm, sinh tại Mỹ, sinh năm 1992. Wendy Phạm đỗ thủ khoa ở Mỹ, chuyên ngành y tá vào cuối năm 2017. Về tình duyên, hiện nữ ca sĩ vẫn lẻ bóng dù có nhiều người theo đuổi. Phi Nhung rất ít khi chia sẻ chuyện riêng tư, tuy nhiên cô từng thừa nhận có gắn bó với hai người đàn ông. Vào khoảng giữa tháng 8, sau khi tham gia một số hoạt động từ thiện, Phi Nhung đã bị nhiễm SARS-CoV-2 và được đưa vào Bệnh viện Gia An 115, thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Tuy nhiên, sau hơn một tuần điều trị, do sức khỏe của Phi Nhung có dấu hiệu xấu, nên các bác sĩ đã chuyển nữ ca sĩ lên tuyến trên là Bệnh viện Chợ Rẫy. Gần một tháng điều trị tại Chợ Rẫy, Phi Nhung phải dùng máy thở và lọc máu liên tục. Sức khỏe của Phi Nhung cũng có lúc tiến triển khả quan, nhưng vào ngày 21 tháng 9, tình trạng sức khỏe lại có chuyển biến xấu. Các bác sĩ đã phải can thiệp bằng ECMO. Dù không được trực tiếp đến thăm, nhưng thông qua mạng xã hội, bạn bè, người thân và người hâm mộ cũng thường xuyên thăm hỏi tin tức, cùng nhau cầu nguyện cho Phi Nhung nhanh chóng vượt qua cơn bạo bệnh. Nhưng do bệnh quá nặng, Phi Nhung đã qua đời vào trưa ngày 28 tháng 9. Hiện tại, đồng nghiệp và bạn bè của Phi Nhung đang lo các thủ tục để đưa cho cốt của Phi Nhung về với đại gia đình của cô. Trưa nay, cả nước đã tiêm trên 40,2 triệu liều vaccine COVID-19. Trốn xét nghiệm làm lây lan dịch ở Đồng Nai sẽ bị xử lý hình sự. Thưa quý vị, đến trưa ngày hôm nay, cả nước đã tiêm trên 40,2 triệu liều vaccine COVID-19. Trốn xét nghiệm làm lây lan dịch ở Đồng Nai sẽ bị xử lý hình sự. Quảng Bình, Bến Tre ghi nhận thêm các ca F0. Cả nước đã tiêm trên 40,2 triệu liều vaccine COVID-19. Theo số liệu cập nhật trên Cổng Tiêm chủng Quốc gia, đến 12 giờ trưa ngày hôm nay, cả nước đã tiêm trên 40,2 triệu liều vaccine COVID-19. Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một liều vaccine, đạt khoảng 44%, tiêm đủ 2 liều xấp xỉ 12%. Trong đó, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đều đã đạt gần 100% dân số từ 18 tuổi trở lên đã tiêm một mũi vaccine. Số tiêm đủ 2 mũi của Hà Nội là 18,73%, Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40%. 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất, số mũi tiêm trên số vaccine được cấp theo quyết định cập nhật đến trưa ngày hôm nay là Lạng Sơn, Đồng Tháp, Lào Cai, Bình Phước, Cà Mau, Đà Nẵng, Phú Thọ, Cao Bằng, Điện Biên và Vĩnh Long. 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất, số mũi tiêm trên số vaccine được cấp theo quyết định cập nhật đến trưa ngày hôm nay là Hưng Yên, Bắc Cạn, Yên Bái, Quảng Trị, Kiên Giang, Hải Phòng, Hòa Bình, Hà Nam, Quảng Ngãi và Quảng Bình. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng gần 57 triệu liều vaccine các loại khác nhau gồm AstraZeneca, Moderna, Verocell, Pfizer, Sputnik V, Adala. Bến Tre, thêm 2 ca mắc COVID-19. Từ 18 giờ ngày hôm qua đến 6 giờ ngày hôm nay, tỉnh Bến Tre có thêm 2 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh là 1.889 ca. Trong đó, có 1.770 ca ra viện, 51 ca tử vong. 2 ca mắc mới có địa chỉ xã Lộc Thuận và Phú Thuận, Bình Đại. Đây là 2 trường hợp người về từ vùng dịch đang cách ly tập trung, lấy mẫu ngày thứ 7 phát hiện dương tính. Hiện nay, tỉnh vẫn duy trì thực hiện trạng thái phòng chống dịch bệnh ở cấp độ 4. Đến hết ngày hôm qua, Bến Tre đang có 497 F1 và 1.579 F2, gần 1.700 người đang cách ly tại nhà và 555 người cách ly tập trung. Quảng Bình ghi nhận 15 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trên toàn tỉnh lên 1.656 ca. Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, trong 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày hôm qua đến sáng ngày hôm nay, Quảng Bình có thêm 15 ca nhiễm COVID-19 trong các khu cách ly, phong tỏa, 36 ca khỏi bệnh. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là 1.656 ca, có 1.169 ca khỏi. Hiện còn 483 bệnh nhân đang điều trị. Tỉnh cũng ghi nhận 4 trường hợp mắc COVID-19 tử vong. Hiện có 2.069 trường hợp đã cách ly tập trung, hơn 4.406 trường hợp cách ly tại nhà.
hiện đã có hơn 168.975 người tại Quảng Bình đã tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó 52.286 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Bình Dương, sau 30 tháng 9, người dân, các tổ chức, doanh nghiệp phải sử dụng mã QR code. Thường trực tỉnh ủy Bình Dương thống nhất việc mở cửa đưa tỉnh về trạng thái bình thường mới. Theo đó, sau ngày 30 tháng 9, tùy tình hình dịch bệnh trên địa bàn để mở cửa với phương châm an toàn tới đâu, mở cửa tới đó, mở cửa phải an toàn. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ làm việc với các tỉnh, thành phố khác để thống nhất phương án lưu thông liên tỉnh, đồng thời công bố mở cửa trong phạm vi liên huyện, thị, thành phố. Các huyện, thị, thành phố công bố mở cửa trong phạm vi địa bàn quản lý. Đặc biệt, về phương án người dân ra đường sau ngày 30 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải sử dụng mã QR code để kiểm soát dịch bệnh. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các ngành có liên quan tổ chức lực lượng hướng dẫn doanh nghiệp, người dân, công nhân lao động thiết lập và sử dụng mã QR code để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch. Hướng dẫn các địa phương trang bị máy quét mã QR code để chuẩn bị cho các hoạt động sau ngày 30 tháng 9. Đến hết ngày hôm qua, Bình Dương ghi nhận 203.989 ca mắc COVID-19, trong đó có 172.424 ca đã khỏi bệnh. Đồng Nai, trốn xét nghiệm làm lây lan dịch sẽ bị xử lý hình sự. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động và chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện các biện pháp quyết liệt để yêu cầu mọi người dân tuân thủ việc xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng nơi cư trú, kể cả việc xem xét áp dụng quy định xử phạt hành chính liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời nhấn mạnh, trường hợp không xét nghiệm để lây lan dịch phải xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Sau cao điểm của chiến dịch xét nghiệm thần tốc, nếu xuất hiện các ổ dịch mới mà tại ổ dịch đó xuất phát từ những người không được xét nghiệm trong chiến dịch, cần phải điều tra xác định lý do bỏ sót và quy trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định. Sở Y tế, Trung tâm Chỉ huy Điều hành Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tăng cường hỗ trợ, phối hợp với các địa phương thực hiện xét nghiệm thần tốc trên địa bàn đạt tỷ lệ 100% theo thời gian kế hoạch quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao lãnh đạo các sở, ban, ngành theo dõi, phụ trách các địa phương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch xét nghiệm thần tốc. Đến nay, Đồng Nai ghi nhận 46.283 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 25.1 ngàn trường hợp đã khỏi bệnh, 437 ca tử vong, còn lại đang theo dõi, điều trị.